xích cơm bao giờ chưa? Chạy xích cơm đó. Lần đầu tiên mới thấy người trải nghiệm xe mà đi trên không quý vậy. Đủ rồi lạ. Có chừng cái chân mà đụng vô cái máy nóng đó nha. Né né đi. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi nghi quá. Rồi, thưa quý vị, vậy là Tiết Cương đã chở bé Bông đi một đoạn đường cũng khá là dài từ quận 7 về quận 7. Và chiếc xe này thì bé Bông là một người trải nghiệm rất là nhiều những dòng xe mô tô phân khối lớn, thì khi anh chở em trên chiếc xe này, cái đầu tiên cảm giác em ngồi em có thấy thoải mái không, cái thế ngồi của chiếc xe? Thế ngồi hả? Ừ, giờ phải ngồi lại mới cảm nhận được cái xe. Em ngồi nhớ thử lại, tại vì anh chạy xa quá cái em không. Sao cái thế ngồi lúc hồi nãy chở á? Lúc hồi nãy anh chở ngồi thì cái nệm thì nó êm, nhưng mà em có cảm giác mỗi lần hơi ngắn nè. Hồi ga lên thì em sẽ hơi sợ một xíu. Tại vì nó không có cái đồ phía sau hả? Nó có cái cục này thì em sẽ thích hơn. À. Nhưng mà tại vì ở đây á, cái chủ nhân á, họ để cho bụi, chứ đúng ra cái này mình có thể độ được cái ba ga để lên đây. Dạ, đúng rồi. Mình có thể độ được. Cái nệm anh vậy, cái ghế anh ha. Có cái dựa, cái này chủ nhân. Cái nhân. Này thì em nghĩ là chứ để em chạy một mình thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ hay hơn á. Đâu có. Yên này đâu phải yên solo đâu, yên này là chở được mà. Cái này gắn lên chứ gắn thêm. Đấy, không, chở được hết. Cái này là xe để chở người mà. Và thì Tiết Cương cũng xin chia sẻ với vị là với bé Bông là anh cũng có chạy qua nhiều xe mô tô, thì anh thấy cái chiếc này đầu tiên cảm giác là nó nhẹ nhàng quý vị. Mặc dù nó 400 phân khối nhưng cái xác xe nó bự lắm, nhưng mà thật sự nó cũng nhẹ nhàng. Đây nè quý vị, coi Tiết Cương nè, cái leo lên ngồi xe nó rất là thấp, cảm giác mình không có sợ nó bị ngã qua ngã lại, em hiểu không? Dạ. Ví dụ mình leo lên cái cọc cào cao hoặc là chiếc hạt lai khủng nó bự á, mình leo với nó cao cái chân mình nhớ mình sợ, mình ngồi thấp hay là nó nhẹ lắm nè, có thể đi lùi được nè, có thể thấy không? Chứ hạt lai với Goodwin không thể nào mà mình đẩy lùi gì được hết, nặng lắm, phải nhẹ lắm. Những cái kia lớn quá, cái này mình qua này mình cảm thấy nó vừa sức mình, mặc dù các bạn biết cái cương cũng rất là yếu. Nhưng mà quý vị không, ngồi xe đẩy thoải mái nè, không? Xe tới xe lui nè. Nó rất là nhẹ nhàng. Anh nghĩ là đi phố cũng được mà trong phố cũng được. Ừ, có một lần chia sẻ với em Tiết Cương chạy chiếc xe lần đầu tiên được review Goodwin như vậy. Là xe của anh Hiếu, không biết không? Hiếu mô tô á. Hiếu Bình Tân á. Hiếu Bình Tân á. Ừ, thì lần đầu tiên Tiết Cương chạy thì lúc mượn cảnh chạy đó là trời mưa lất phất mà quên hỏi anh vụ số lùi, chỉ biết số tới không biết chạy số lùi vậy. Cái đầu chạy một đoạn muốn hoành về á, thì á cái cung đường nó hơi nhỏ, cho nên khi anh hoành về nó không hết lái, không có quay đầu được, mà lùi á thì nó nặng quá, lùi hai cái giò chổi lùi không nổi. Tôi nói làm phải nhích từng miếng em nè, dù phải nhích vậy nè, nhấn được chút cái đẩy lên chút, nhấn một chút đẩy lên chút, mà gần nửa tiếng hồ cũng vậy mới quay được cái đầu xe về cái đường cũ á. Tại vì á, nếu mà người biết mình bấm số lùi nó chạy ngược lại vậy nè, cái mình quay vậy thì nó dễ, còn mình không có số lùi cái chân mình đâu có ve cái xe nổi đâu. Cái này thì nó nhẹ nhàng đó, thành ra mình đi xe mà nặng quá sau này Tiết Cương đi xe thì review thì nhiều loại xe, nhưng mà chạy thì thích cái xe nó nhẹ hơn. À, thì Tiết Cương thấy cái xe chi tiết này nó là dòng Cooper là cái bánh nó đưa ra về phía trước nhiều, rất là nhiều cái dáng xe đó, vì không dáng Cooper đó. Đó, nhìn nó rất là hoài cổ. Anh cho em hỏi cái, nếu như mà em một cái người mà không có chuyên về xe cho lắm thì nhìn sao mà mình biết được cái xe nó bao nhiêu phân khối anh ha? Thường nó có đề trên máy, nhưng mà chiếc này thì không có đề, nhưng mà chiếc này thì theo anh được biết nó là chi tiết này là 400. 400 phân khối. Còn mấy chiếc hạt lay mà em hay đi Goodwin là nó có khi nó 1.800 luôn á.
là gấp bay thì nhiều hơn. 1.800 á thì này có 400 thì cái kia gấp tới hơn 4 lần lận. Cái này chạy một hơi nó sẽ nóng máy không anh? Nóng chứ, nhưng vẫn đụng, vẫn đụng vô nóng máy lắm. Cái này đời khoảng 90 mấy thì giờ vẫn xài quý vị thấy không, vẫn xài bình thường con. Máy chữ V. Nó ra hai máy mà hai bô, hai máy mà hai bô phía một bên. Và máy cái xi này đẹp quá ha. Bóng quá ha. Không có chống đứng nha, chỉ có chống nghiêng thôi, này xe chống đứng cũng nặng lắm, không không ai chống nổi đâu. Nó nên, nặng. Nó nặng thành ra. Anh là bình thường những chiếc vậy nó sẽ nặng bao nhiêu anh ha? Này hả, này nó nặng phải cỡ 200-300 kg á, nặng lắm. Xe này xài bánh gì thấy không, bánh căm rất là cổ điển. Đĩa trước là có một bên thôi, dòng này thì chỉ có một bên thôi, rất là cổ điển, đẹp không. Đây trước này khá giống như Rebel. Mặt đồng hồ đây, đồng hồ km vậy là xe này chắc của Nhật rồi chứ không phải là hàng Mỹ rồi. Cái ghi đông rất là độc quý vị, nên nhìn rất là cưng. Đây đèn, các loại đèn báo nè, nó nằm đây chứ không phải nằm trên mặt. Cái này là gì vậy? Cái này dầu, dầu kháng đó em, có tắt mở nè, cái này là công tắc á. Xăng này để tôi đưa mở thử bình xăng nha con. Trời ơi, xăng. Không có một cộng xăng chổng luôn, hên quá. Mình phải kiếm chỗ nào đi gần gần nha, đi xa về dắt bộ chết luôn á. Xe này sẽ mượn quý vị, mình đâu biết ở chổng có xăng hay không. Xíu hết xăng là cho mấy bông đẩy về. Chắc là fan của anh Tiết Cương ra đẩy phụ đi. À, cái này nghiên cứu sao ta. Sao không thấy nó lỗi gì gái vậy? Cái mũi tên không? Không thấy lòi gì. Lòi cái gì anh? Anh nói lòi gì á? Thường cái này nó phải lòi ra lòi vô. Nè nó có lòi nhẹ nè. Bây giờ Tiết Cương đang nghiên cứu được cái gì? Có cái này, có cái đầu này nè. Đó, bây giờ bỏ xuống nè. Đó, chìa khóa nè, rồi nhấn xuống nè. Đó, nó bật ngang vậy là thành công. Đúng không? Cái nào phải có cái khớp của nó. Phải vô khớp luôn. Và cái này thì hai bô siêu mạ bóng bên rất là đẹp, hai bô một bên chứ không phải hai bô hai bên là giống như Rebel rồi. Hai bô một bên hình như em thấy mấy cái này là hai bô hai bên phải không anh? Nó không, hạt bay nó cũng nằm một bên vậy nè. Bên đa số là một bên, nó có nhiều loại nhưng mà đa số hạt bay là nằm một bên. Xe này quý vị thấy không, ông chủ nhân giữ rất là kỹ. Nó đã có cách đây là khoảng tầm 20 mấy năm rồi mà còn mới. Giờ mà kiếm một chiếc xe tiếp đẹp như chiếc xe này Tiết Cương nghĩ cũng rất là khó. Dán cái bông màu đẹp quá ha. Nhưng mà hơi lùng phải không, em thấy hơi thấp không? Em hả? Có thấp gì đi cho nó dễ chống chân được. Ừ. Cao quá, hơi khó. Hơi thấp. Anh, ví dụ như mà em chạy xe mà em không ghét lên đây mà em thích nứt gió gì được không anh? Được. Được luôn hả? Được hết á. Do mình á, mình thích thích là được hết à. Mấy bạn trẻ hay chạy mà nứt gió vậy nè anh. Ừ. Rồi vậy em cũng nứt vậy ra là để chân vậy. Rồi sẵn đây Tiết Cương sẽ hỏi ông chủ là anh Tống Chi ơi, cho em hỏi thăm cái anh. Dạ. Nãy giờ ổng núp lụm đâu á, giờ ổng mới xuất hiện. Cái chiếc này là anh mua là về chạy ngoài đường có ai hỏi thăm gì nó không? Dạ hỏi nhiều lắm anh, mèo không dám đi luôn á. Ta thích phải không? Ta thích, ta xe mới quá không dám đi luôn á. Tại vì nó ít giờ ít người có. Đúng rồi. Một chiếc đẹp như vậy là rất là hiếm. Anh kiếm được chiếc này hai chắc tôi nghĩ nó không có. Vậy hả? Rồi ha. Tôi nghĩ thôi không có, nhưng mà tại vì nó mới quá. Mà sao phải mong nó eo tới eo luôn hoài không đi? Đâu biết đâu. Anh này lâu lâu em ngồi xe đẹp phải để cho em tạo dáng. Mấy bông chè thử không? Dạ thôi. Hả? Thử đại đi. Cái nó bự này nó là xe côn á, tay côn con.
con mà nó không cơm. Rồi đâu thử đè, không chạy đâu nhưng mà đè máy thử cái rồi sao. Đá đi trống lên luôn. Đá mẹ ừ, chứ nhẹ mà. Rồi đè máy đi. Đó bóp con. Có vô số mà bóp con. Vô số 1, vô số 2, số 3 mình chạy lại ha. Bây giờ chạy thử không? Để phải bổ hút ra. Mà đó giờ có chạy chạy xe cơm, có trống cơm chưa? Xe côn, đúng rồi xe côn. Mà đó giờ em có chạy xe côn chưa? Em chạy rồi, em chạy hết mà. Chạy hết rồi, vậy tống chi anh có dám cho bé nó không? Chạy thử không? Chạy thử đi. Rồi, ok. Rồi bây giờ Tiết Cương sẽ lấy cái mũ bảo hiểm cho bé Bông trải nghiệm thử tay côn nha. Tay côn. Anh ơi, nhưng mà nó bự quá rồi. Chứng kiến bé Bông gài 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 lại đàng hoàng chạy trải nghiệm xe côn nha. Cơm bao giờ chưa? Rồi leo lên ngồi xe cơm đi. Đợi tôi xíu tôi lấy cái mũ. À, không có chở anh được, nha em chở luôn hả? Chở luôn hả anh? Ai biết em xuống chạy mình em mới chở chạy. Chở tôi ngồi sao để tôi còn kìm chứ hả? Chạy mình đi. Lần đầu tiên mới thấy người trải nghiệm xe mà đi trên không quá vậy. Vụ này lạ. Coi chừng cái chân mà đụng vô cái máy nóng á nha. Né né đi. Cái này là thắng đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Tôi nghi quá. Anh là mình chỉ cần hiện lên là chạy thôi không? Dựng lên chứ. Vô số rồi chạy. Đá chấm đã. Rồi, bóp con. Bóp con vô số, chưa biết số vô số sao không? Có một vô đây đúng không? Một trước. Mấy nhả ra nhả cơm dính cái này là rồi nhả ra chạy từ từ nha, nhả nhiều quá tắt máy, vừa nhả và kết hợp với giật ra. Rồi anh như thế bộ là chả hả anh? Ôi xe rồi đó giờ chỉ chạy tay cơm. Rồi biết vô số 2 không? Số 2 là móc lên. Nghi và Bông quá quý vị ơi. Quay về với Bông ơi. Trời ơi, Bông đậu lại được rồi kìa. Quay về được không? Tới cái chỗ ngã ba quay lại. Pha review này kinh điển quá. Review mà không biết quay đầu. Tắt máy hay còn nổ máy vậy? Quay đầu đi, cho chỗ ngã ba quay đầu được đó. Chạy được mà, nhẹ mà. Số 1 cũng được. Có dừng xe biết sao. Rồi quay đi, quay đi, quay đi. Rồi. Thua. Ca này khó quá rồi, thua rồi. Nhưng mà em giữ được. Nó cũng giữ được, không tắt máy là hay là phải nắm liên tục không? À. Buông ra tắt máy xem biết buông ra tắt máy hay hả? Buông ra nhẹ nhẹ em, nhưng mà em nhớ nhưng mà giờ em quên, nó phải chạy từ từ em mới nhớ được. Trời ơi. Được rồi đó. Thôi để tôi xử lý nha. Cái kiểu này thua rồi.
nhưng mà trải nghiệm được đoạn thấy nó cũng nhẹ nhàng hơn cái dòng kia phải không? Nó nhẹ hơn so với nó nhẹ với chống chân nó cũng thoải mái nữa đúng không? Chống chân hơn. Rồi đá chống nghiêng đi, rồi bây giờ tắt máy hả? Đem đá chống rồi nó tự tắt rồi nè. Ờ vậy là xe này đá chống tắt máy hay ta mới biết. À có đây nè, có dây điện nè, đá chống tắt máy hay ha. Rồi thôi để tiếp cơ cứu hộ gì anh ơi. À, chạy đổ mồ hôi luôn. Yếu quá yếu rồi. Tôi mới đi kiểm viên xe mà phải đi cứu hộ á. Anh không chạy, anh nhắc là em là móc lên cho nó xuống để em đẩy xuống. Bà có số 1 chạy hoài rồi không biết quay đầu cái gì. Nhưng mà hai cái là với bông nhận giữ coi tay nha, không có bị tắt máy. Và đặc biệt là nhờ với bông chạy đi tí cương mới biết là xe này đã chống tắt máy nha quý vị, rất là hay. À, vậy là nãy giờ qua phần trải nghiệm rồi chiếc xe tiếp 400 này thì Tiết Cương cũng cảm thấy rất là vui, hoài niệm về một thời oanh liệt của những dòng xe mô tô của Nhật Bản. Từ những cái dòng xe tiếp nè, Rebel, LA, rồi những cái dòng mà LTD rồi NVX của Honda, LTD của Kawasaki đó vậy. Những ngày đó là khoảng thập niên 90 là những dòng xe Nhật này làm mưa làm gió trên thị trường xe của Việt Nam. Thì mãi sau này những thập niên 2000 đổ đi thì mới có những dòng xe của Mỹ như Harley hay là của Anh Quốc này nọ. Thì quý vị nhìn thấy coi, mặc dù nó làm đã trôi đi là hai mấy ba chục năm nhưng mà chiếc xe vẫn rất là đẹp, vẫn hoài cổ. Dáng dấp của nó vẫn rất là nhìn cũng rất là hiện đại và nhìn cũng rất là dũng mãnh quý vị ơi. Tôi nghĩ bây giờ mà như anh Chi sở hữu một chiếc xe tiếp này thật sự là rất là quý. Hôm nay thì dòng xe đô xe tiếp này Tiết Cương cũng có review rồi, nhưng đây là một chiếc xe thật sự rất là đẹp và rất là hoài niệm. Nói chung là cảm ơn cái bông hôm nay đã dẫn anh tới gặp Tống Chi để Tiết Cương được trải nghiệm lại chiếc xe này, và chắc sẽ mời anh chủ nhân tới để cảm ơn anh. Anh Chi ơi, danh nhân mà quý vị bận gọn lắm. Rất là cảm ơn Chi hôm nay đã dành thời gian cho Tiết Cương để được review trải nghiệm một chiếc xe mà thở thiếu thời thanh niên rất là mê, nhưng không có điều kiện để chạy, và bây giờ thì được anh trải nghiệm. Và nghe nói là Tống Chi sắp tới có dự án của chiếc mô tô gì lạ lắm không? Vua CB350 đó là mới lắm hả? Mới ra đó. Rồi sẽ cho Tiết Cương review ha. Đúng rồi, ok. Rồi rất là cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn Tống Chi, cảm ơn với Bông. Xin chào tạm biệt.